chung bây giờ là cười là hơn rồi đấy, dù là mình bị làm sao nhưng mà vẫn cười được là hạnh phúc hơn những người đang đứng thế này, thỉnh thoảng vẫn không cười được đâu. Anh thường có ăn mì tôm không nhỉ? Có ăn được mì tôm không? Có, à đây có mì tôm nhá. Để cho cô. Anh nha, có nhận ra cá sơ không? Cá sơ cần em rồi. Đây nó where anything. Em nằm đấy ạ. Nằm anh thường năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em năm nay trên 40. Trên 40 à? Ốp may ơi, may áo nhỉ. Không cần quạt đâu. He's connected, cannot get my clothing, and he's 40 years old. Okay. Yeah. 40 years old. Từ khi mà sinh ra đến giờ là vẫn nằm như thế này ạ? Vâng. Nó cứ đuổi em, cứ nằm như mà cười thế. Hả? Có. Không biết ai không mà cười. Đây là bạn này, ông Kevin ở mãi bên Mỹ về thăm anh đó. Nhiều tuổi hơn sơ rồi. 40 là nhiều hơn các sơ rồi. Đó, nhiều, tuổi tuổi hậu đó, thế năm 83. 83 à? Ừ. À, bằng tuổi à, thế đó, She's take care of him for 40 years right now. Wow. And even though now her hand got pain, so he's she had to train another hand to feed him some food. Và chăm cháu 40 năm như thế thì thấy thế nào? Vất vả lắm không? Cháu có cá thì cơ sừ, rồi nó thật là rồi ông thì mất sớm. Rồi cuối cùng rồi không phải cố gắng nên chạy vậy rồi trăm cuôn ấy rồi cứ khắc phục cái thứ. Rồi chờ mình đi ra thì rồi mình vẫn phải đến kia rồi cứ phải ôn khổ rồi cứ phải khắc phục. Đang đi vệ sinh à? Chờ hết trăm rồi. Ngồi nhảy. Có ai cần nước cùng? Có mình bà thôi hay sao? Cuột ra trong mấy người ra nó chồng hết rồi. Cái chăm cháu vậy. Còn có thằng cuột gấu, thằng út thì năm đến 25 tuổi rồi. Chồng bà mất lâu chưa? Ông mất được 7 năm rồi. Her husband passed away 5 years ago. I know 7 years ago. And ông mất được 7 năm rồi. Only her take care of this man. A little hard. Yes. Hard work, very hard work for her. She has. Có con gái mà con gái đâu chăm được đâu nhỉ? Phải đi lấy chồng hết chứ. Chồng có thương mẹ không? Thương lắm nhỉ? Mẹ phải chăm sóc. Con nói to được không bà? Anh có nói to được không? Cũng nuôi được, cũng nuôi mà không rõ mấy mà. Nuôi trên như như tàu thì phải hiểu rõ. Only his mom can understand what he said. Okay. Thơ buổi thì cũng trả lời được đấy. He can listen. Yeah. The answer a little small, very small. Buổi TV nhiều đó chứ chị. TV được. TV sao nhiều cảm nhận thế? Có được TV ạ? À? TV đây này. Bấm cái TV này. Bấm cái tông cầm hàm. Open the TV by TV. Okay. Mở TV xem. All he changes is TV. Mở TV đi. Mở TV đi. Yeah. Mở ra. À. Anh nói gì? Anh nói gì bà? Cái kia bên. Chán à? Hôm nay không muốn xem TV. Bây giờ có người đem thăm hay nói chuyện đúng không? Cho nên là không muốn xem TV nữa. Còn khi nào ở một mình thì nói chuyện với TV. Thuốc hút. À, còn hút thuốc nữa. Nữa, thuốc nữa, cứ cả cây đi. Đã phải hút thuốc. Đây nữa, ôi trời ơi. His brain still work. So that's why see he can feel. Okay. So if see he just like that, stay bored for him. So he had to take some Cigarette. Cigarette. Well, a lot of cigarettes, you know. Yeah. Wow. Đã nằm xuống và đã hút nhiều thuốc này. Nằm lâu vậy có chán không anh Thường ơi? Chán lắm. Đấy. Xem phim nhiều cũng chán.
nằm lâu rồi cũng chán. Anh sẽ vẫn đến thăm thường đấy này, thường có vui không? Anh từ Mỹ qua đấy thăm con, là thăm bạn thường đấy nha. Đây, Kevin có chút quà cho. Cho thử quà đấy. Kevin có quà đấy. Kevin, how do you feel, Kevin, when you see? He is almost close to your age, right? Yeah, I'm 44. Yeah. So how do you feel? Like you can work very well, but look at him. Only lying here and depends on his mom. So I really feel sorry for him. I don't smile as much as he does. No, yeah. Still happy, right? Yes, yes. I love to see him smiling. Anh ấy thích thường cười, thường vui vẻ. Tuy là cuộc sống vất vả nhưng mà vẫn có cái tâm hồn vui vẻ bình an, đúng không? Thế là nói chung bây giờ là cười là hơn rồi đấy, dù là mình bị làm sao nhưng mà vẫn cười được, là hạnh phúc hơn những người đang đứng thế này, thỉnh thoảng vẫn không cười được đâu. anh thường có ăn mì tôm không nhỉ? Có ăn được mì tôm không? Có, đây có mì tôm nha. Đây hôm nay các sơ với mẹ Kevin đến để mang mì tôm của các quý ân nhân đến cho anh Thường nha. Đây là mì tôm này của các vị ân nhân gửi nhá. Rồi ngoài ra thì có mắm này, nước mắm Ba Làng nhá, nước mắm Ba Làng, rồi mắm tôm cũng Ba Làng nữa. Đây mắm tôm đặc biệt bà thích không? Đây mắm tôm Thành Hiệp. Rồi có muối bột canh. Dạ, có muối bột canh nữa. Một canh với dưa sót. Rồi miến. It's a Vietnamese noodles. Made by rice. Miến nhá, miến để bà không có gà thì đi mua những con gà ở đây, có tiền để mua gà này. Mua gà để nấu miến cho anh ăn nhá. Thích ăn thịt gà không anh Thường? Thích ăn thịt gà không? Đây này. Các cô, các chờ chỉ đủ các... Sơ sang gửi cho bà hộ. Đem bà áo tầm. À, chúng con có 1 triệu đồng đấy, có quý vị ân nhân đấy. Bà để mua thuốc cho anh Thường nhá. Chăm sóc sức khỏe cho mình nữa. Để lại sức khỏe chăm sóc cho con nhá. Thôi thì cũng ai cũng có những cái khốn khó riêng cả. Vâng. Thì khó để mà khắc phục và vượt qua khắc phục và sống. Đặc biệt dùng nó thật với các sơ với cái tổng cụ. Trong một quả. Sức khỏe vậy còn phải dụng sao? Chờ mình làm việc sao bạn số 6 rồi. Thế nên mình huyết áp gì cao? Không, thường. Chú ba người đang mừng khỏe. Nói chung là huyết áp rồi, nói chung là chắc cũng bình thường thôi chứ cũng không chỉ có thỉnh thoảng cái khám sức khỏe ấy, thiết lên tinh thì đó. Có nhiều người bằng tuổi này là không làm gì được nữa đâu. Vâng, và đúng thật là những người người nhưng một vài đường thôi, không nhà nào nhưng ba cái sức khỏe nếu mà chăm con chăm cái thằng đây. Mỗi lần mà thay cho anh thì chắc vất vả lắm nhỉ? Vâng. Chứ anh không ngồi được xe lăn nhỉ? Không, không ngồi được chiếc nào. Trước nhà thờ, cái tùa đấy, chúng cứ để ở đây, rồi hư, rồi bọc mất. Hư mất rồi. Không ngồi được. Vất vả chất bụng. Cô ngồi đây, anh đứa anh ở trong miền Nam, còn đứa gái của tiền đắp cái giường đi này, cứ bãi chân lên rồi. Đó, mấy đứa rồi bắt đầu thỉnh thoảng đánh sơ người sân, cái này nó tạm rửa, nhưng mà... đâu cứ đến nữa, qua đứa luôn thấy bàn cái cửa đó đó. Đây là cái cửa xuyên qua vậy. Vâng, đẩn đường qua nữa rồi ra sân. À, tức là đẩn cái giường này cũng chạy được. Vâng, chạy được mà. Okay. Just swing with the bed. So you can see outside. Okay, you see Ôi trời, các quý ân nhân gửi đó. Đi lên nhà uống nước không thôi thôi mà. Chúng con chỉ thăm anh Thường chơi ở đây được rồi. Nên nhà không thăm được, chỉ có ở đây thôi. Đấy là quà về đến của các vị ân nhân chúng con gửi cho cô con nhá. Con không có gì đâu, chỉ có người thế này. Người đến thăm thôi. Đây những người thương đến mình nhá. Mình làm vậy được, mình không cô đơn. She said that it's about me from us, from the sister. But we say no, we have nothing. Only sister, the body of the sister, the present of the sister. We only carry the money and the gifts from another to visit it and to give it to them. Does she get help from anybody else?
Yeah, she, trong đảo của con thì là now she only needs my help. Of course she needs help. So sometimes like we get the money like this from another, and someone asks us to give us. No, I mean, does the government help or does anybody else help her? A little bit. A little bit. Bà có nhà nước hỗ trợ gì không nhỉ? Tây cái thường đó, chuẩn thường đó. Bà ơi, nhà nước có không? Nhà nước có cho gì không nhỉ? For the mother and also for him. Buy food and some medicine. It's mine. Xin chân thành cảm ơn các vị ân nhân của Caritas Thanh Hóa đã luôn đồng hành với chúng tôi để có thể mang quà tiền đến để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là hoàn cảnh của anh Doãn Viết Thường ở đây. Anh luôn luôn làm như thế này. Còn mẹ thì cũng đã lớn tuổi rồi, mặc dù đã cố gắng hết sức để chăm sóc anh thì, nhưng mà nhờ những món quà của quý vị ân nhân đã nâng đỡ bà cũng như động viên bà rất nhiều để có tinh thần cũng như có cảm giác được hỗ trợ mỗi ngày để có thể chăm anh một cách an tâm hơn để chăm con của mình. Thì qua đây thì xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị ân nhân. Rồi chúc bà luôn mạnh khỏe để chăm anh Thường nhá. Thank you Kevin đã đến đây để thăm with us. Yes. You say something? You are so strong of a woman. I am so proud. Cảm thấy bà là một người phụ nữ can đảm và rất là luôn luôn yêu thương anh ạ. Anything else? No. Okay, thank you for your thoughts. Bà chỉ ý là ông nói bà, ông khen bà ấy là thương anh rồi là có sức khỏe để chăm anh nữa, thì tưởng là người con như thế này thì bố mẹ rất là nản lòng mà không muốn chăm đâu, nhưng mà mình con của mình đấy thì những người mẹ có cái lòng thương xót giống bà ấy, luôn luôn chăm và quan tâm đến anh Thường như thế này. Bên chúng con thì sẽ cầu nguyện để cho bà có thêm sức khỏe nhé. Xin chân thành một lần nữa cảm ơn các vị ân nhân ạ. Bà nhận đi rồi bà cảm ơn đi. Cảm ơn. Thank you Kevin. Wow, you're a big kiss. Okay, ông cho thêm bà đấy, bà nhận nhá. Xin cảm ơn chắc. Vậy nhá, sơ thăm nhá, anh Thường nha, chào nhá. Vui cảm nha. Cảm ơn đi các, cảm ơn các sơ đi cha. Đấy, cảm ơn. Ông Tây cũng cho anh Thường tiền kìa. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.